À, đầu tiên thiết kế chương trình runtime. Runtime tức là khi chương trình nó đang thực thi thì nó mới được tạo, chứ không phải là thiết kế từ giai đoạn từ ban đầu. Và trong runtime mình tạo tới ba đối tượng: một textbox, một label, một button, kèm với lại một cái sự kiện click dành cho các button nữa. Rồi bây giờ đó là cái màn hình Visual Studio này đầu tiên. Đây, cô phóng to màn hình này ra nha. Đây là cái form ban đầu của mình, được chưa? Không tạo gì hết nha, không tạo gì hết. Nháy chuột phải view code luôn. À, view code. Rồi trong cái view code này mình sẽ đi xử lý tất cả các chức năng đó. Như vậy việc đầu tiên nè, cái hàm mà nó có sẵn là cái hàm dùng để khởi tạo các đối tượng component, thì mọi người cứ thu gọn nó lại, mình không có xài tới nó nha, không có xài tới nó. À, nhưng mà đừng có xóa nó, được chưa? Rồi bắt đầu ở dưới đây sao? À, bắt đầu á là mọi người chỉ việc là gì, mình đi khai báo thêm các thành phần mà mình cần thôi. Thì bây giờ á, là mình sẽ cần ba cái thông tin, ba cái đối tượng, đúng chưa? Như vậy thì mình sẽ khai báo là ba này thì chỉ nội tại bên trong nó biết là đủ. Như vậy là private, anh thứ nhất sẽ là kiểu gì, anh thứ nhất sẽ là label đúng không? À, label này, như vậy đặt tên cho label đi, ví dụ cô đặt tên nó là label số phải không? Rồi write việc tiếp với cái anh thứ hai mình muốn tạo là textbox, đúng chưa? TST số. Rồi cái anh thứ ba là cái anh button. Cái chữ textbox này hình như mình chưa có gõ theo đúng cái cú pháp của nó, cho nên nó là nó nào chịu đây nè, thì nhấn phím tab đi ha, chọn theo đúng cái lệnh mà bên trong cái command lệnh nó hỗ trợ mình đó, để cho nó chọn đúng cái tên đối tượng của cái class đó. Rồi anh này thì sẽ là gì, button đúng không? BTN tính. Như vậy đây là ba anh mà mình sẽ tạo trong lúc runtime, được chưa? Đầu tiên khai báo tụi nó trước, sau đó mình đi khai báo cái hàm runtime cho mình. Cái hàm này là cái hàm sẽ được gọi khi form vừa load lên. Form vừa load lên thì cái form là bề nào cũng phải có, chứ không phải đợi runtime mới có. Form này là form chặt chẽ từ ban đầu. Còn cơ chế mà từ form này gọi form khác, rồi khi mà gọi form khác, form kia mới được hiển thị hay mới được tạo mới, thì hoàn toàn mọi người cũng có thể tạo được bằng cơ chế runtime luôn. Nhưng mà bây giờ mình đang làm một cái bài đơn giản, tức là form đã có rồi, mình chỉ tạo runtime những control bên trong form thôi. Như vậy tiếp tục là một cái write việc hàm anh này, đó là create, để chờ create control. Anh này cô sẽ không có tham số gì cả, bên trong bắt đầu mình sẽ đi gọi để mình tạo cái control này. Cái đầu tiên có phải là label số đúng không? Nó mới vừa được khai báo thì bây giờ phải làm sao? Khởi tạo dành cho nó là nêu một cái label. Như vậy là mình cho nó là một cái nhãn label rồi. Sau đó mọi người có thể ấn định các thông tin dành cho nó nè. LB là số chấm, gọi được thuộc tính giống y chang như bên ngoài, đó là chấm test. Mọi người muốn cho nó hiển thị chữ gì? Được chưa? Muốn cho nó hiển thị chữ gì? À, xin lỗi, bên trên đây là label, thì đây nó là một cái phương thức khởi tạo không tham số, phương thức khởi tạo mặc định đó. Cho nên phải là mở ngoặc đúng không ạ? Thì anh test LB là số này chấm test, mình có thể cho cái chữ nó hiển thị lên trên luôn là gì, là nhập số đi ha. Đó. Rồi mọi người quy định được cái phần vị trí nó hiển thị, để cho vị trí nó hiển thị, vị trí nó hiển thị giống như lúc nãy cô nói cái góc tay trái lên trên khi form đang chạy này nè, ngay vị trí này nó được gọi là vị trí không không, tính từ vị trí này đi qua bên tay phải là x dương, từ vị trí này đi xuống dưới là y dương. Người ta còn gọi cái góc tọa độ này á, là góc tọa độ bàn tay trái. Tức là trong tất cả các lập trình đồ họa 2D của cơ chế màn hình đồ họa, cái monitor máy của các bạn nó là cơ chế của đồ họa. Cho nên á, các khi mà hiển thị trên form hay là trên giao diện của màn hình đồ họa thì cái góc tọa độ không không nó nằm ở phía trên. Nhưng mà cái trục mà ý sách nó vẫn dương theo đúng về các vuông góc mà mọi người thường thấy. Đáng lẽ trục y dương của mọi người là phải từ đây đi lên trên, nhưng không, nó là từ đây đi xuống dưới. Còn mọi người mà cho đi ngược lên trên là giá trị của y âm á. À, như vậy một tọa độ, một cái điểm trên cái màn hình này nè, nó được xác định bởi hai thông tin là vị trí x và vị trí y. À, như vậy thì đầu tiên nhé, cô sẽ muốn cái label nằm cỡ cỡ này nè. Cỡ cỡ này 50 thì nó sẽ nằm cỡ cỡ này để các bạn có tính là pixel trên máy đó. Như vậy cô sẽ cho cái anh này nó vị trí nó hiển thị là cỡ khoảng vị trí đó là 50, và vị trí của cái chiều đi xuống cái chiều y của mình đó, nó cỡ 25 nha. Như vậy thì anh này á là cô sẽ cho NPL số giống, thì
thì mọi người sẽ chọn cái chữ là location. Cô không có định cái size dành cho cái label, tại sao? Cái size cái label nó phụ thuộc vào cái nội dung cái text mà nó hiển thị. Cái lúc mình thiết kế cũng vậy, phải chưa? Cho nên ở đây không cần thiết phải làm tới việc đó. Thì vậy ở đây cô sẽ là lbl số chấm location bằng nail. Thì location mọi người sẽ nail một cái điểm, được chưa? Nail một cái điểm, một cái point. Thì trong cái point này nó có cái bốn phương thức. Thì mọi người coi, thứ nhất là không tham số, thứ hai chỉ cho một thông tin, thứ ba cũng vậy, nhưng thứ tư là vị trí x với lại y. Như vậy x cô cho là 50, y cô cho là 25, được chưa? Là cô xong được cái anh này. Bây giờ muốn á thì mình ép nó vô luôn, được chưa? Mình ép nó vô luôn, tức là làm xong hết tất cả chuẩn bị dành cho nó. This chấm control. Chấm ép, ép cái gì? Ép l bên l số luôn. Đây hồi nãy mình ép menu thì bây giờ là gì? Mình ép cái label mà mình cần, phải chưa? Và bây giờ giả sử mới có một cái thôi, bây giờ làm sao để gọi nó hiển thị? Viết khơi khơi vậy làm sao nó hiển thị? Viết khơi khơi vậy là trong code thôi mà, xử lý bên trong bạn có gắn nó lên được cái form đâu mà nó hiển thị, thì phải quay về cái form các bạn nha, nháy chuột hai lần liên tục vào form để tạo sự kiện mặc định của form là sự kiện loa, được chưa? Để tạo sự kiện mặc định của form là sự kiện loa. Khi mà tạo được sự kiện mặc định của form rồi đó thì tự động mình sẽ gọi cái hàm kia nha. Đây đây khoan, nó bị vướng mắc gì đó thì thôi, nếu mà mình không tạo được bằng tiếp tục hai lần liên tục thì vô đây tạo. Rồi khoan, ok, có thể nó bị dính của những cái quá trình trước. Rồi chờ một xíu. Ok rồi, hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Lần trước lúc này cái form trước đó cô đã có tạo sự kiện form loss, cho nên nó là bây giờ nó đang có lỗi. Để cô xóa cái sự kiện cũ event nó đi kèm nè, thì bây giờ tạo mới nó cho nè. Đó, nó bị dính chùm hai cái nữa các bạn, được chưa? Rồi quay lại mình đây. Thì nó là sự kiện loss một, thử lại xíu. Còn dĩ nhiên đó là các bạn mà mới tạo lần đầu thì nó không sao hết. Đây là lỗi cũng thường gặp trong quá trình mà mình làm, đó là cái anh WinForm. WinForm nó khó chịu cái việc này, à, nó khá khó chịu việc này. Thì nó báo lỗi cái gì không? Nó nói bên kia sửa lại cái thằng số 1 rồi bên đây không sửa, thế là nó báo lỗi nguyên cái giao diện. Được chưa? Còn các bạn mới tạo lần đầu thì không sao hết nha. Cho nên cứ mỗi lần một cái vụ bị cái gì đó lỗi thì nó sẽ bung cái anh đó, là thường là các sự kiện event mà bị lỗi đó, thì đi qua bên đây nó sẽ báo cho bạn biết là à bạn đang dư cái gì. Thì một là bạn có thể xóa, hai là bạn có thể chuyển nó qua comment chú thích, được chưa? Sửa tên cho khớp hai bên thôi. Đây là cái dở của cái anh CSAT khi mà làm trong nguyên form .NET, nó không có anh khớp liền mà mình phải can thiệp. Cho nên ai mà tạo tùm lum cái event đó là bị chuyện này hết. Rồi bây giờ trong form loss cô sẽ gọi cái hàm này thì nó mới có thể thực thi được. Vậy cô gọi cái này. Rồi bây giờ F5 chạy nè. Rồi đây là cái form. Đây, nhập số là thấy chưa? Đây vị trí hiển thị là coi như bạn thấy 50 là ở này đúng không? Trên đi xuống dưới là 25. Hình dung được chưa? Bây giờ tiếp tục mình tạo một cái test box bên đây. Cái test box này kích cỡ bề ngang nó cỡ khoảng 100 đi. À, chiều cao đi xuống cỡ khoảng 50, nhưng vị trí của nó đặt hàng này là coi như đã cỡ này là 50 đi xuống 25, thì cái anh bên đây nè. Cái anh test box nó cũng ngang hàng với lại anh này, tức là cái y cũng là 25. Nhưng mà cái x thì cho anh này là 50 rồi, cỡ này nó có khoảng 50 nữa đó. Cho nên là cô cho cái x bắt đầu từ vị trí 100. Có hình dung được cái tọa độ không? Phải cố gắng hình dung là trục x ngang đang là cái gì ha. Y á, nó đang là ngang hàng mà, cho nên là nó cũng sẽ là 25, đó là bề ngang của y. Nhưng mà cái thằng x cô phải đi vô trong đây. Anh này hồi nãy chỗ x này đã là 50, thì bây giờ coi như cái đoạn này nó cũng có cỡ khoảng gần 50 nữa rồi. Nên cô cho là cái anh test box bắt đầu từ vị trí x là 100, vị trí y là 25, bề ngang của test box sẽ là 100 và bề cao sẽ là 50. À, đó. Như vậy thì tiếp tục đây nè, mình xong được cái label số rồi phải không? Mình xong được cái label số thì tới cái anh txt số bằng nail test box. Rồi, nail test box xong thì test box cũng có cái test phía trên đúng không? Cho nên khỏi L bên L, xin lỗi, test số chấm location.
bằng nail point, vị trí tọa độ x mình xác định có khoảng trăm, tọa độ y bằng tọa độ của khách hàng là label phía trên để chúng nó nằm ngang với nhau. Rồi test số chấm size. Size thì mọi người cũng gọi cái lớp mới nail size. Size này đây có 3 phương thức này. Phương thức thứ 3, độ rộng và chiều cao. Độ rộng có khoảng 100, chiều cao 50. Đúng không? Mà chiều cao 50 hơi bị lố phải không? Chiều cao 50 á là nó sẽ bị sao? Cái kích cỡ của thằng y đi xuống là thôi cho khoảng 25 thôi, hoặc là 20 thôi cũng được. À rồi. À, đặt gắn nó vô thôi đúng không? Như vậy thì cũng đi trên như anh này phải chưa? Nhưng mà gắn cái control của mình là gì? Là mình gắn cái test số. À, rồi bây giờ chạy lại coi là vị trí nó phù hợp chưa. Rồi nắm kéo qua đây. À, đó. Vị trí nó đây. Được chưa? À, mình thấy nó cũng có vẻ là nó chưa có đủ đẹp đúng không? Nó bị khuyết như vậy, tức là nó đang bị khuyết của cái giá trị nhập số. Thôi tôi cho đây là vị trí hiển thị của nó cỡ khoảng là 150. Nó cách xa xa này. Để coi có vẻ như là nó không đủ kích cỡ hiển thị đó các bạn. Rồi đây nè, bây giờ thì nó đủ kích cỡ hiển thị thì nó cho mình thấy thoải mái. Đó. Được chưa? Như vậy nhập số và bắt đầu thêm cái button ở đây nữa đúng không? Cái button ở dưới đây thì cho con x là cỡ khoảng 150 đi. Ở con y cỡ khoảng 100 là đẹp. Phải chưa? Vậy tiếp tục nè. BTN tính bằng tạo trước đối tượng button. Sau đó BTN tính chấm location bằng nail point, vị trí hiển thị hồi nãy mình nói là cỡ khoảng nhiêu, 150, và chiều cao đi xuống là cỡ khoảng 100. Rồi kích cỡ bề ngang size bằng nhiêu, còn không thì mình cho nó quy định bởi cái thằng test luôn đi. Test nó dài như thì tự động cái button nó tự bo theo ha. Thì bài chấm test, cái nội dung test hiển thị trên button là gì, là chữ tính đó. Rồi add cái control này vô this.controls.fbtn tính. Rồi bây giờ lên form coi có phải nó thiết kế được đúng giao diện của mình chưa. Rồi đây nắm kéo nó qua nha. Đấy. Được chưa? Rồi cái nút tính đủ đẹp rồi phải không? Rồi bây giờ là tạo cái sự kiện cho cái nút tính này nữa. Lộn. Ở đây có ai thắc mắc cái gì không các bạn? Bây giờ tiếp tục là mình tạo cái sự kiện click theo cơ chế runtime cho các anh, đó là BTN tính. Như vậy thì đầu tiên á là mình phải tạo được cái gì? Mình phải tạo được cái anh tạm gọi là để gắn kết cái việc sự kiện này vào. Thì mình khai báo một cái hàm. Cơ chế này là private ha. Void attack, ví dụ như là attack event đi. Cái hàm này thì do các bạn đặt thôi, các bạn sửa tên cũng được. Nhưng cái hàm này thì nhớ dùm nó là nó không nên có tham số. Tại vì bên trong nó chỉ thực hiện một cái chức năng thôi, là nó gắn kết cái anh btn tính này nè. Chấm thì mọi người có thể chấm gọi thuộc tính là click cộng bằng, tức là phát sinh sự kiện cho nó và mình đặt tên cho cái sự kiện đó, nó tên là btn tính click. Mình để như vậy luôn. Mình để như vậy và anh này không sử dụng tham số. Bây giờ nó đang báo lỗi là tại sao? Tại vì đó là mình đang chưa có tạo được sự kiện này dành cho nó nha. Chưa tạo sự kiện này cho nó. Và dĩ nhiên khi mà mình viết được cái hàm này thì bên trong cái hàm, cái lúc mà mình create control á, mình cũng attack cái anh này vào. Đó, gọi hàm. Như vậy bây giờ chỉ còn fashion cái anh này nữa là xong. Thì mọi người nhớ cái này là mọi người phải tự viết tay nè. Private. Và mọi người phải tuân thủ theo đúng tính chất của nó. Private void. Rồi, cái anh này, đúng chưa? Bên trong các thông tin của nó sẽ là cái sự kiện object nào đó và cái event as. Thì mọi người có thể cho nó là thằng is. Bên trong làm gì? Được chưa? Thì bên trong thực hiện các công việc đó là lấy cái thằng số từ test số, bình phương nó lên rồi show nó ra kết quả, phải chưa? Như vậy thì cô sẽ khai báo một biến số bằng test số đúng không? Nhưng mà anh này là kiểu chuỗi khi mà lấy từ test. Như vậy thì in.pass hoặc mọi người được quyền trycast, mọi người đưa cái lỗi ra khi có bất kỳ một cái exception nào, thì cái đó mọi người sẽ làm full cái chương trình hơn. Rồi anh này cô chỉ lấy nó là
test special.test. Rồi sau khi mà mình lấy được chấm test của nó rồi thì mình sao? Mình cho một thằng KQ bằng chính nó bình phương và matchbox.show, đúng không? Cái yêu cầu của mình là mình show ra cái KQ này thì nó phải chuyển qua chuỗi. Thông tin của cái tên của cái window đó khi nó bật lên sẽ là kết quả, và mình sẽ cho thêm anh đó là gì? Một cái nút lệnh bật tịnh và chấm OK. À, còn dĩ nhiên ở đây mọi người sử dụng lệnh try catch gì đó để bắt hết tất cả các lỗi thì nó cũng giống như là cái chức năng mình đã học ở những cái buổi trước. Rồi bây giờ mình start nè. Rồi bây giờ cái form nó show ra rồi nè. Bây giờ mình nhập số nè, bây giờ số 5 nè, nhấn tính. Đó thì bây giờ là các sự kiện nó mặc định nó đi y chang giống như là mình thiết kế và mình tạo từ ban đầu. Rồi, như vậy đây là hoàn chỉnh của một cái form thể hiện cho cái việc là gì mọi người? À, mình sẽ thực hiện các cái công việc là mình đưa các cái control vào theo cơ chế runtime và mình xử lý luôn cả cái việc là sự kiện đính kèm. Như vậy bất kỳ cái sự kiện nào đính kèm thì nhớ ha, là phải được nối kết với nó thông qua tên của thuộc tính đó, và mình sẽ tự phát sinh cái hàm đó ra.